Hiện tại Dũng Fan TV đang có mặt tại một địa điểm rất là trước đây rất là đánh phá rất là ác liệt, đó là ngã ba Khe Vé nha các bạn. Đây, đây là một cái di tích lịch sử quốc gia đường Hồ Chí Minh, Đông Trường Sơn từ năm 1965 đến 1975 thì tại ngã ba Khe Vé này và ngầm Khe Vé là diễn ra là cùng trọng điểm là bị không quân Mỹ đánh phá và ngăn chặn cực kỳ là khốc liệt nhé các bạn. Đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn đây. Và đây là toàn cảnh của cái ngã ba này, và đây là con đường để đến với cửa khẩu Chân Lõi nha các bạn. Rất là nhiều xe đầu kéo và cũng là những xe hai khúc là bắt đầu từ Chân Lõi là về tại ngã ba Khe Vé này. Đây, đây là một mình quay một vòng cho các bạn thấy này. Rất là nhiều xe chở các cái loài quăng cũng như là rất là quăng hóa quả, rất là rất nhiều thứ để từ cửa khẩu về với cái ngã ba Khe Vé này. Đây, xe cực lớn nha các bạn nhé. Giống như cái xe container này thì có thể là sẽ đi ra đến cái đi theo cái đường mòn Hồ Chí Minh ra đến với cái vùng Áng nhé các bạn, vùng Áng của Hà Tĩnh nhé các bạn. Rồi thì mình hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết được cái chặng đường từ ngã ba Khe Vé lên đến cửa khẩu Chân Lõi, và nó rất đặc biệt ở một chỗ là cái con đường này rất là nguy hiểm nhé các bạn. Thì nguy hiểm như thế nào thì trên chặng đường đi thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Tôi xin mời các bạn cùng theo chân mình. Bắt đầu mình sẽ di chuyển từ ngã ba Khe Vé lên tới Chân Lõi là 38 km nha các bạn. Đấy, đường này thì mới vào đây là rất nhiều xe đầu kéo. Chạy với tốc độ cực cao nha các bạn. Lên dốc rất là cao nha các bạn. Mình sẽ xuống cái con dốc này và bắt đầu qua cái cầu này thì sẽ là rất nhiều đoạn dốc và quanh co. Xe đầu kéo cũng như là xe hai khúc, và có một
loại xe nữa là cực kỳ đặc biệt, đó là những cái xe mà chở hoa quả ấy, là họ sẽ chạy theo giờ và họ muốn về cho đúng giờ để cho cái hoa quả được tươi, thì chạy với tốc độ rất cao mà khá là rất là nguy hiểm. Đây là có những cái vết phanh chạy lục trên đường luôn các bạn ạ, qua những khúc cua là cực kỳ ngoặt và khuất tầm nhìn. Bây giờ là 13 giờ 18 phút thì trên cái quãng đường mà mình di chuyển lên thì chắc chắn xe sẽ rất là về nhiều, bắt đầu là thông quan ở cửa khẩu thì lượng xe sẽ về rất là nhiều các bạn ạ. Xuất hiện một cơn mưa bất chợt đó các bạn nhé. Có những cái hạt mưa rồi và có một cái điều cực kỳ là phải lưu ý là khi mà đi cung đường này á, các bạn phải quan sát thật kỹ nhé. Khi nào mà phía trước cực kỳ là trống trải và không có vật cản phía trước thì lúc đó mình vượt xe được, chứ không thật sự nếu mà như vượt ở trên cái cung đường này là cực kỳ là khó, tại vì rất là nhiều cái góc khuất, cho nên là cái cung đường này thường thường là xảy ra những cái vụ tai nạn cực kỳ là đáng tiếc các bạn ạ. Đèo dốc quanh co lên xuống liên tục, vừa rồi thì khi mà mình phát hiện được cái tầm nhìn, có cái tầm nhìn quan sát tốt, lúc đó mình mới dám vượt xe nha các bạn nhé. Cái xe hoa quả và xe ấy là chạy cực kỳ là nhanh.
mà di chuyển trên cái cung đường này thì các bạn phải cẩn trọng cũng như là quan sát thật tốt để mà khi di chuyển, vì rất nhiều là các cái loại xe cực dài và trọng tải lớn là di chuyển từ Lào hoặc là Thái Lan và chở những cái vật liệu nặng giống như là quặng sắt, quặng đồng hoặc là những cái container chở rất nhiều cái hàng hóa. Cho nên là khi các bạn mà di chuyển trên cái cung đường này thì phải cực kỳ là lưu ý. Với mình thì cũng có rất nhiều năm kinh nghiệm đã từng chạy cái cung đường này, vì trước đây là gia đình bên ngoài mình là cũng có buôn bán tại trên cửa khẩu, cho nên mình cũng rất là thường xuyên đi cung đường này. Còn nếu mà các bạn mới tiếp xúc với cung đường này thì các bạn sẽ thấy là cực kỳ là nguy hiểm. Giờ ngày 23 tháng 4 tại km 128 cộng 900 trên quốc lộ 12A, đoạn qua xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, xe ô tô mang biển kiểm soát Lào chở hàng nông sản lưu thông từ hướng từ biên giới về đường Hồ Chí Minh thì bất ngờ đâm vào một nhà dân bên đường. Vụ tai nạn đã làm 3 người trong gia đình này tử vong tại chỗ, ngôi nhà thì bị san phẳng hoàn toàn. Các cơ quan chức năng của huyện Minh Hóa đã đến hiện trường giải quyết hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân, cứu chữa những người bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Sau quá trình di chuyển trên cái cung đường ngã ba Khe Ve đến cửa khẩu Cha Lo thì trên cung đường này là có một cái điểm du lịch lịch sử văn hóa của Quảng Bình rất là độc đáo, đó là cái cổng trời Cha Lo nha các bạn. Đây thì trước màn hình của các bạn đây là một cái địa điểm cổng trời Cha Lo. Một nơi cũng khá rất là linh thiêng nha các bạn. Vì ở đây là khi mà chiến tranh á thì rất nhiều là các cái tuyến chiến lược để đưa các cái vật tư là cũng như là quân đội để vào với miền Nam thì là sẽ đi qua cái cổng trời này. Còn ở đây là Mỹ rất là đánh rất là ác liệt nha các bạn.
anh không nhớ cậu ạ. Thì mình sẽ tiến hành thắp một nén nhang tại đây các bạn nhé. Đây, mình quay cho các bạn thấy được cái hai hòn đá tự nhiên nằm như thế này. Khi mà đứng tại đây thì cái luồng gió rất là mạnh các bạn. Trời bắt đầu đổ mưa rồi, thì mình cũng xin phép di chuyển để lên với cái cửa khẩu quốc tế Gia Lo nha các bạn. Các bạn đang theo dõi cái clip này thì cho mình một like, một đăng ký và cũng sẽ để có những clip giới thiệu nhiều về những cái khu di tích lịch sử cũng như là có những cái trên cái chặng đường mà chúng phán đi trên cái mảnh đất Quảng Bình sẽ giới thiệu đến cho các bạn. Đây là toàn cảnh cái cổng trời Gia Lo nha các bạn, rất là nổi tiếng các bạn ạ. Một nơi mà không quân Mỹ đánh phá cực kỳ là ác liệt. Tại là cách cửa khẩu Gia Lo là 3 km nữa nha các bạn. Đấy. Đa số là rất nhiều xe trọng tải lớn đi trên cái cung đường này, vì đây là cũng là một cái cửa khẩu quốc tế của cũng rất là lớn của miền Trung và thông thương qua rất là nhiều nước. Cái để mà đi Trung Quốc cũng đi đường này, và từ cả cái nguồn hàng từ bên Thái, bên Lào sẽ di chuyển về Việt Nam qua cái cửa khẩu quốc tế Gia Lo này nha các bạn. Đây là một số cái điểm tập kết của các loại xe đầu kéo. Đây là những cái xe hai khúc. Đây là đường vào khu kinh tế quốc tế cửa khẩu Gia Lo nha các bạn. Thường thì những cái khu như thế này thì sẽ là khu vực biên giới, cho nên là sẽ cầm ghi hình và chụp hình cho các bạn. Và đặc biệt là nếu như mà ở đây mà bay flycam thì chắc chắn là sẽ là không bao giờ được. Phía này là những cái nhà hàng này, đây là những cái nhà nghỉ để tập trung cho những cái người dân buôn hàng hóa. Khu này là còn phía này là bắt đầu sẽ đang tập trung để chuẩn bị qua cái cửa khẩu nha các bạn. Đây, phía trước kia là cái khu hành chính của cửa khẩu rồi, thì mình sẽ di chuyển lên một chút nữa và đi một vòng để cho các bạn thấy được là cái khu này nó như thế nào. Đấy, rất là nhiều xe xếp hàng đây đấy cho các bạn nhé.
mình sẽ gì được phép di chuyển tới cái chỗ này là mình sẽ phải cua lại, và phía bên kia là cả cái xe thông quan để qua cửa khẩu, phía bên kia là nước bạn Lào nhé các bạn. Còn phía này là những cái khu hành chính như là hải quan, trước đây thì có cả kho bạc, nhưng đây là xuất nhập cảnh về các lực lượng trạm quản lý xuất cảnh của cửa khẩu cho lo. Mình sẽ đi một vòng cho các bạn